Cô chào các em, chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Các em có biết trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé, nhiều khi chỉ cao tới 1 cm, mọc thành từng đám tạo nên một lớp thảm mục tươi. Những cây tí hon đó gọi là những cây rêu, chúng thuộc nhóm rêu. Vậy chúng ta có thể tìm thấy rêu ở đâu để học tập? Chúng ta vào phần thứ nhất tìm hiểu môi trường sống của rêu. Như bài hôm trước chúng ta đã được học về tảo, thì tảo là thực vật sống hoàn toàn ở nước. Vậy rêu thì sao? Chúng ta thấy rằng rêu là thực vật sống đầu tiên ở trên cạn. Tuy nhiên, môi trường sống của rêu vẫn phải là môi trường ẩm ướt và có nước. Ví dụ, chúng ta có thể tìm thấy rêu ở chân tường, quanh nhà hoặc quanh lớp học. Hoặc chúng ta có thể tìm thấy rêu ở môi trường đất ẩm hoặc trên các thân cây to. Rêu thông thường không mọc đơn lẻ mà chúng thường mọc thành từng tảng lớn. Và người ta gọi đó là các thảm rêu. Sờ vào các thảm rêu này, chúng ta sẽ thấy mềm và mịn như nhung. Và thông thường thì cây rêu cao từ 1 đến 2 cm. Vì vậy chúng ta có thể quan sát rêu bằng mắt thường được các em ạ. Vậy chúng ta hãy cùng nhau quan sát cây rêu để tìm hiểu các đặc điểm cấu tạo của rêu nhé. Chúng ta chuyển sang phần 2, quan sát cây rêu. Các em hãy quan sát hình 38.1 trong sách giáo khoa. Đây là hình ảnh của cây rêu. Quan sát vào hình ảnh cây rêu, em có thể nhận ra những bộ phận nào của cây và đặc điểm của các bộ phận đó như thế nào? Vậy thì để trả lời câu hỏi này thì các em hãy quan sát vào hình ảnh của cây rêu hình 38.1 thì chúng ta dễ dàng nhận thấy ngay các đặc điểm của cây rêu, ví dụ như lá, thân và rễ. Vậy thì bây giờ cô và các em cùng ghi các đặc điểm đó ra đây và tìm hiểu các đặc điểm đó có cấu tạo như thế nào nhé. Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu. Quan sát thì chúng ta có thể thấy ngay các bộ phận. Đó là lá, thân và rễ. Đặc điểm của lá, chúng ta thấy lá của rêu rất là nhỏ đúng không các em? Thân của rêu thì sao? Chúng ta quan sát thấy thân của rêu ngắn, thường chỉ cao từ 1 đến 2 cm và không phân nhánh. Thân ngắn. Không phân nhánh. Rễ của rêu. Chúng ta lưu ý là rêu chưa có rễ thật. Những cái rễ này chúng ta đang nhìn thấy đây là các rễ giả và nó chỉ có chức năng là hút nước thôi. Rêu chưa hề có rễ chính thức. Đây cũng chính là đặc điểm của rễ. Rễ là rễ giả. Có chức năng hút nước. Và người ta đã mang thân và lá của cây rêu soi dưới kính hiển vi thì người ta đã phát hiện ra một cái đặc điểm, đó là trong thân và lá của cây rêu chưa hề có mạch dẫn để dẫn nước và các chất dinh dưỡng các em ạ. Thì đây cũng chính là một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong cấu tạo của rễ, thân, lá của cây rêu, đó là chưa có mạch dẫn. Cô nhắc lại những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý ở cơ quan sinh dưỡng của cây rêu. Đó là lá của rêu rất là nhỏ, thân ngắn, không phân nhánh. Rễ thì là rễ giả, chỉ có chức năng hút nước. Và các bộ phận rễ, thân, lá của rêu thì chưa có mạch dẫn. Đây là các đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng. Và chúng ta lại quan sát lại hình 38.1 thì chúng ta thấy rằng là rêu không có hoa đúng không các em? Vậy rêu chưa có hoa thì nó sẽ sinh sản và duy trì nòi giống như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo. Bào tử và sự phát triển của rêu.
Các em hãy quan sát hình 38.2 trong sách giáo khoa. Đây là hình ảnh của một cây rêu trưởng thành và túi bào tử của nó. Quan sát vào hình ảnh thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cái hình ảnh cây rêu trưởng thành, mà cây rêu mà chúng ta vừa quan sát ở hình 38.1. Chúng ta có thể nhận thấy ngay đây là rễ, đây là thân và đây là lá. Trên cây rêu trưởng thành này chúng ta còn thấy một cái bộ phận nữa. Đây chính là bào tử của rêu. Đặc điểm của túi bào tử chúng ta quan sát kỹ thì nó có nắp túi bào tử. Túi bào tử này khi chín thì nắp túi sẽ được mở ra, giải phóng bên trong có rất nhiều bào tử. Bào tử này gặp điều kiện đất ẩm sẽ phát triển và nảy mầm thành cây rêu con. Đây chính là sự phát triển của cây rêu. Vậy qua phần này chúng ta cần phải nắm được những cái nội dung như sau. Thứ nhất, đó là rêu sinh sản bằng bào tử. Cơ quan sinh sản của rêu chính là túi bào tử nằm ở ngọn cây. Và bào tử phát triển thành cây rêu mới trong điều kiện đất ẩm. Vậy các em có biết rêu có vai trò như thế nào trong đời sống con người hay không? Chúng ta cùng chuyển sang phần 4. Vai trò của rêu. Rêu có các vai trò như sau. Khi chết, chúng tạo thành chất mùn làm cho đất tăng độ phì nhiêu. Ngoài ra, ở một số rêu mọc ở một số cái đầm lầy ấy, thì khi chết còn tạo thành than bùn và người ta dùng cái than bùn đó làm phân bón hoặc chất đốt. Vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy ngay là rêu có hai cái vai trò chính. Đó là vai trò thứ nhất, đó là tạo thành chất mùn. Và vai trò thứ hai đó là có thể dùng làm phân bón hoặc chất đốt. Sau bài này thì chúng ta cần nắm được những cái nội dung chính sau đây. Thứ nhất đó là môi trường sống của rêu. Thì rêu thường sống ở nơi ẩm ướt. Và thứ hai chúng ta cần phải nắm được những cái đặc điểm về cơ quan sinh dưỡng của rêu. Đó là rêu là những thực vật đã có rễ, thân, lá nhưng có cấu tạo vẫn rất là đơn giản. Thân thì không phân nhánh và chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. Và hình thức sinh sản của rêu là rêu sinh sản bằng bào tử. Và đây là những thực vật sống ở trên cạn đầu tiên, vì vậy nó còn cấu tạo rất là đơn giản. Mặc dù là sống ở trên cạn nhưng rêu chỉ sống được ở môi trường ẩm ướt thôi các em ạ. Vậy là chúng ta đã tổng kết xong cái nội dung bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng tìm hiểu các câu hỏi ở cuối bài để xem có câu nào chúng ta gặp khó khăn không nhé. Đối với câu hỏi thứ nhất, cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào? Vậy thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta chỉ cần nêu cho cô các đặc điểm cấu tạo của cây rêu thôi. Và nó có cấu tạo rất là đơn giản đúng không các em? Thứ nhất, đó là cây rêu thì cây rêu có cấu tạo rất là đơn giản, là gồm rễ, thân và lá. Tuy nhiên, rễ thân lá này thì chưa có mạch dẫn. Và rễ của cây rêu thì chỉ là rễ giả thôi. Đây là đặc điểm cấu tạo của cây rêu mà chúng ta có thể quan sát được. Để trả lời câu hỏi số 2, chúng ta đọc to câu hỏi số 2 nào. So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo. Để so sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo thì cô có thể gợi ý các em như sau. So
so sánh đặc điểm của rêu với tảo thì chúng ta thấy là chúng ta phải trình bày được những đặc điểm giống nhau và khác nhau. Cái điểm giống nhau giữa rêu và tảo thì chúng ta thấy rằng là chúng đều là những cái thực vật bậc thấp có cấu tạo rất là đơn giản. Điểm khác nhau thì tảo là một cơ thể dạng đơn bào hoặc đa bào, nhưng rêu thì có dạng đa bào. Điểm khác nhau thứ hai đó là cơ thể của tảo thì chưa phân hóa rễ, thân, lá, nhưng cơ thể của rêu thì đã phân hóa rễ, thân, lá. Tuy nhiên cấu tạo thì còn rất đơn giản và rễ thì chỉ là rễ giả thôi. Đây là những cái gợi ý mà cô có thể gợi ý các em để các em giải đáp câu hỏi số 2. Tiếp theo câu hỏi số 3. So sánh cây có hoa và rêu có gì khác nhau? Thế thì để so sánh cây có hoa với rêu có đặc điểm nào khác nhau thì cô có thể gợi ý các em trả lời như sau. Ở đây người ta chỉ hỏi điểm khác nhau thôi, vì vậy là chúng ta chỉ cần nêu các đặc điểm khác nhau thôi các em ạ. Thế thì ở cây có hoa chúng ta sẽ thấy ngay cái đặc điểm đầu tiên, đó là nó có hoa. Thế còn ở rêu thì chưa có hoa. Đặc điểm thứ hai ở cây có hoa đó là thân và lá có mạch dẫn. Thế còn ở rêu thì thân và lá chưa có mạch dẫn. Một đặc điểm tiếp theo mà chúng ta cũng không thể bỏ qua đó là ở cây có hoa thì đã có rễ thật. Thế còn ở rêu thì rễ chỉ là rễ giả thôi. Đặc điểm cuối cùng mà chúng ta cần phải lưu ý, đây cũng là đặc điểm rất là quan trọng, đó là ở cây có hoa thì sinh sản bằng hoa quả hạt. Thế còn ở rêu thì sinh sản bằng túi bào tử. Vậy là cô và các em vừa tìm hiểu những cái đặc điểm khác nhau giữa rêu và thực vật có hoa rồi đấy. Đây là nội dung trả lời câu hỏi số 3 nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 4. Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ chú ý lại đến cái cấu tạo của rêu ở cơ quan sinh dưỡng. Thì chúng ta thấy ngay rằng là rêu mặc dù đã có rễ, thân, lá thật sự nhưng chưa có mạch dẫn. Và rễ của rêu thì chưa có rễ chính thức mà nó chỉ là rễ giả thôi. Rễ này thì chỉ giúp cây bám vào bề mặt của đất ẩm, chủ yếu việc lấy nước và muối khoáng hòa tan trong cơ thể thì được thực hiện bằng cách thẩm thấu qua bề mặt. Vì vậy, mặc dù rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm ướt là vì các đặc điểm trên. Thì đây là cái gợi ý mà cô có thể gợi ý cho chúng ta. Các em hãy quan sát và ghi lại các nội dung này vào trong vở. Vậy là cô và các em vừa tìm hiểu xong cái đại diện thứ hai trong nhóm thực vật của chương 8, đó là cây rêu. Các em hãy ghi chép bài đầy đủ và trả lời lại các câu hỏi này vào trong vở. Các em hãy chuẩn bị tốt cho cô bài sau. Hôm sau chúng ta sẽ nghiên cứu sang một đại diện tiếp theo, đó chính là quyết dương sỉ. Cô chào các em. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong ngày hôm sau.